Hi, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Ăn Là Phúc Vlog nha. Do tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp các bạn, Sài Gòn mình phải tiếp tục giãn cách 2 tuần nữa, cho nên mình ở nhà buồn quá không biết làm gì, nên chỉ biết tìm niềm vui đến với những con cá thôi các bạn. Cho nên hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video clip này để chào đón những thành viên mới nữa nha các bạn. Đây, đây chính là những con cá Piranha Cariba nha các bạn. Những con Piranha Cariba này thì nó size tầm khoảng 5-6 thôi các bạn, 5-6-7 thôi. Và những con này là những con nuôi bầy nha các bạn, tức là mình phải nuôi một hồ khoảng 5 đến 10 con, nhìn nó mới đẹp. Và bản năng của nó là nó sẽ săn mồi theo đàn, nó sẽ cấu rỉa những con mồi, nhìn rất là phê luôn các bạn ạ. Nhưng trước tiên là mình sẽ phải bắt những con cá ung tiên này ra nha các bạn, rồi mình sẽ cho lên hồ con cá hổ Boreas nè, vì con cá hổ Boreas thì nó có thể nuôi chung với những con cá khác được. Và những con cá nó là đặc biệt là phải to hơn cái miệng của nó thì nó không ăn được, thì nó sẽ nuôi chung được với nó nha các bạn. Còn đối với Piranha thì là nó do hàm răng của nó rất là sắc nhọn, bén, cho nên những con mồi dù to cái nào nó cũng có thể cắn xé con mồi được các bạn. Cho nên là những con Piranha là mình không thể nuôi chung được với bất kỳ một loài cá nào khác nha các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ vớt những con cá ung tiên này ra, mình sẽ cho lên hồ con cá Boreas. Đâu rồi? Bắt hụt nữa rồi bạn ơi. Con cá ung tiên này nó cũng rất là lẹ, cũng không có dễ bắt đâu. Đây, được một con rồi bạn. Để cho vô hồ này nha. Tiếp tục con thứ hai. Còn có sạc gấm nữa luôn. Này con cá ung tiên. Ba con cá ung tiên. Đối với cá hổ rồi đó thì như video trước mình đã làm đó, thì những con này mình phải đậy thật kín hồ nước nha các bạn, nó sẽ phóng ra bất cứ lúc nào đó. Đây bạn thấy không, 4 con cá ung tiên, 1 con cá sặc gấm nuôi chung với con Goliath. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại với những con cá Cariba. Đây, việc đầu tiên, quy tắc đầu tiên đối với mình là mình sẽ ngâm nó 15 phút nữa các bạn. Đây. 15 phút sau mình sẽ tháo bọc ra. 15 minutes later. Rồi, đây sau khoảng 15 phút thì mình bắt đầu mình mở bọc ra nha các bạn. Để cho ít nước trong hồ vô trong bọc này đó. Cho con cá nó quen với môi trường nước trong hồ. Rồi. Đó, mình chờ khoảng 1-2 phút nữa mình sẽ thả con cá ra trong hồ luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ thả ra cho các bạn xem đây. Đây còn 3 con. Còn 1 con nữa. Ở đây các bạn, nó một con cá Piranha Cariba size 5-6. Đây này hai con. Mới thả vô hồ nên còn hơi nhét mà. Tôi mình lau phần kiến này cho sạch cho các bạn xem nha. Đó, nó thả vô hồ nên con này còn hơi nhét con nào cũng vậy bạn. Khi mà nó thay đổi môi trường sống của nó sẽ trở nên nhét.
với một thời gian thì nó bắt đầu nó mới dạng lại được. Cho nên để khi nào nó dạng thì mình video sau mình sẽ quay clip những con cá piranha nuôi bầy này nó săn mồi cho bạn xem nha. Rồi video mình xin kết thúc tại đây nha các bạn. Các bạn nhớ like, share, subscribe ủng hộ cho channel của mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.